Dốc chương 6. Dốc bày tỏ nỗi đau khổ của mình. Dốc đáp: Ôi, nếu nỗi đau buồn của tôi được đem lên bàn cân, mọi tai họa sẽ đến cho tôi đặt chung trên dĩa cân. Bây giờ chúng sẽ nặng hơn các biển. Do đó tôi không kiềm chế được lời tôi, vì các mũi tên của đấng toàn năng bắn trúng tôi. Tâm hồn tôi uống lấy nọc độc. Tôi kinh hoàng trước sự dàn trận tấn công của Đức Chúa Trời. Lừa rừng nào hí vang bên đám cỏ xanh, bò mộng nào sống lên bên đống cỏ khô. Món ăn lạc lẽo sao không nêm thêm muối, trồng trắng trứng có mùi vị gì chăng? Tôi chẳng màng đụng đến thức ăn, ăn vào tôi càng thêm bệnh hoạn. Dốc mất cả hy vọng và sức lực. Ước gì lời yêu cầu tôi được thỏa nguyện. Ước gì Đức Chúa Trời ban điều tôi mong chờ. Ước gì Đức Chúa Trời bằng lòng nghiền nát tôi. Ước gì Ngài giang tay cắt đứt đời tôi. Sự chết sẽ là niềm an ủi của tôi, và tôi sẽ nhảy nhót vui mừng trong cơn đau khôn nguôi, vì tôi không chối bỏ mạng lệnh của Đấng Thánh. Tôi còn sức đâu mà chờ đợi. Cuối cùng đời tôi ra sao mà tôi phải kéo dài cuộc sống? Sức tôi có phải là sức đá? Thân tôi có phải là thân đồng? Thật tôi không thể tự giúp mình được, và mọi nguồn cứu trợ đã bị đem đi xa khỏi tôi. Dốc trách bạn bè dối gạt mình. Người tuyệt vọng cần bạn bè thương xót, ngay cả khi người mất đi lòng kính sợ đấng toàn năng. Anh em tôi dối gạt tôi như lòng khe cạn nước, như dòng sông nước lũ theo mùa, nước đục ngầu vì băng giá, nước dâng cao khi tuyết tan, nước mới vừa chảy đã cạn khô, khi trời nắng hạn nước tan biến hết, đoàn lái buôn rẽ tách khỏi đường cái, đi lạc sâu vào trong sa mạc và chết mất, đoàn lái buôn từ Thê Ma nhìn quanh tìm kiếm, du khách từ Sê-ba hy vọng nơi các dòng sông, nhưng họ ngỡ ngàng vì đã tin tưởng. Đến bờ khe họ choáng váng bàng hoàng. Giờ đây đối với tôi, các anh cũng giống như dòng sông khô hạn. Các anh thấy tai vạ rồi sợ vạ lây. Tôi nào có xin các anh xin bố thí cho tôi, xin dùng tài sản các anh hối lộ thay cho tôi, xin giải cứu tôi khỏi quyền lực kẻ thù, xin cứu chuộc tôi khỏi tay kẻ bạo tàn. Dốc quả quyết mình vô tội. Xin các anh chỉ dạy tôi sẽ nín lặng. Xin cho tôi biết tôi sai quấy chỗ nào. Lời chỉ trích đúng làm đau lòng thật, nhưng các anh chê trách tôi điều chi? Các anh tưởng có thể dùng lời để chỉ dạy, trong khi các anh xem lời nói của người tuyệt vọng như làn gió thoảng qua. Lẽ nào các anh rút thăm dành trẻ mồ côi, hoặc đem bạn đổi lấy món hàng? Thôi bây giờ, tôi van xin các anh hãy nhìn thẳng vào mặt tôi. Tôi quyết chắc tôi không nói dối. Xin các anh nghĩ lại đừng phán đoán bất công. Xin các anh xét lại tôi vô tội hoàn toàn. Lưỡi tôi có nói điều chi gian dối? Tôi không phân biệt được điều gian manh sao? Chương 7. Kiếp sống khổ nhọc. Đời người trên đất khác nào nghĩa vụ lao động nhọc nhằn. Chuỗi ngày của đời người khác nào những ngày làm công nhật. Người khát khao bóng mát như tên nô lệ. Người mong đợi tiền công như thợ làm công nhật. Cũng vậy, tôi thừa hưởng những tháng ngày vô nghĩa. Những đêm sầu khổ là phần của tôi. Nằm xuống ngủ tôi tự nhủ, bao giờ mới đến lúc thức dậy? Nhưng đêm tối kéo dài và tôi trăn trở mãi cho đến rạng đông. Toàn thân tôi bị dòi khoét và ghét đóng vẩy như chiếc áo. Da tôi nứt nẻ và chảy mủ. Ngày đời tôi qua mau như thoi đưa. Tôi đã đến ngày cuối, thoi đã kéo hết chỉ.
Xin Chúa nhớ đời con chỉ là một hơi thở. Mắt con sẽ không còn nhìn thấy phước hạnh nữa. Mắt hiện nhìn con sẽ không thấy con nữa. Mắt Chúa tìm con nhưng con sẽ không còn. Kiếp sống ngắn ngủi, như áng mây tan ra và biến mất. Người đã xuống âm phủ không thể trở về dương gian. Người không thể trở về nhà mình nữa. Nơi người ở cũng không nhận ra người. Vì thế con sẽ không cầm miệng lại. Con sẽ nói ra vì tâm thần con bực bội. Con sẽ kêu than vì lòng con cay đắng. Con nào phải biển cả hoặc quái vật biển sâu mà Chúa phải đặt người canh gác. Khi con nghỉ, giường con sẽ an ủi con. Con nằm ngủ sẽ bớt lời than vãn. Bấy giờ Chúa khiến con sợ hãi vì chim bao, kinh hoàng vì khải tượng, đến nỗi con thà bị nghẹt thở, thà chết còn hơn sống trong bộ xương này. Con chán rồi, con sẽ không sống mãi. Xin Chúa bỏ mặc con, vì ngày đời con chỉ là một hơi thở. Tại sao Đức Chúa Trời chú ý đến loài người? Loài người là gì mà Chúa kể là cao trọng, mà Chúa quan tâm đến và dò xét mỗi buổi sáng, rèn thử từng lúc một? Bao giờ Chúa mới say mắt khỏi tôi, cho tôi thông thả nuốt nước miếng? Hỡi đấng canh giữ loài người, nếu con có phạm tội, con có làm gì hại Chúa đâu? Sao Ngài đặt con làm bia tập bắn? Sao con trở thành gánh nặng cho Ngài? Sao Chúa không tha thứ vi phạm con, bỏ qua tội ác con? Vì chẳng bao lâu con sẽ nằm trong bụi đất. Nếu Chúa tìm con sẽ chẳng còn. Gióp chương 8. Đức Chúa Trời công chính. Bindad, người Su-a đáp lời Gióp: Anh còn nói như vậy cho đến bao giờ? Lời từ miệng anh là cuồng phong bão táp. Có thể nào Đức Chúa Trời bẻ cong lẽ phải? Có thể nào đấng toàn năng bóp méo lẽ công bằng? Con cái anh hẳn đã phạm tội với Ngài, cho nên Ngài đã giao chúng nó vào quyền lực của tội ác chúng. Phần anh, nếu anh tìm kiếm Đức Chúa Trời và cầu khẩn đấng toàn năng, nếu anh thanh sạch và ngay thẳng, thì ngay bây giờ chắc chắn Ngài sẽ giải cứu anh và khôi phục gia đình tài sản anh, để thưởng sự công bình anh. Tình trạng ban đầu của anh sẽ chẳng đáng kể so với tương lai anh rạng rỡ bội phần. Tội ác bị hình phạt. Tôi xin anh học hỏi thế hệ trước, nghiên cứu những điều cha ông họ tìm ra. Vì chúng ta mới sanh hôm qua chẳng biết gì. Ngày đời chúng ta trên đất qua đi như cái bóng. Nhưng các tổ tiên sẽ dạy dỗ và chỉ bảo anh, nói lên những gì họ hiểu biết. Cây có giấy có thể nào mọc nơi không đầm lầy? Lâu sậy có thể nào sống nơi không có nước? Đang lúc xanh mởn chưa bị cắt, chúng sẽ khô héo trước các loài cỏ khác. Đó là số phận của mọi người chối bỏ Đức Chúa Trời. Kẻ vô đạo tiêu tan hy vọng, lòng tin tưởng của họ bị cắt đứt. Họ trông cậy vào một màn nhện. Họ dựa vào nhà mình, nhà không đứng nổi. Họ bám lấy nhà cũng không chổi dậy được. Họ giống như cây xanh mướt dưới ánh mặt trời, đâm chồi nảy tược tràn khắp vườn. Rễ quấn quanh đống đá, bám chặt từng hòn đá. Nhưng nếu cây bị nhổ lên khỏi chỗ nó mọc, chỗ ấy sẽ từ bỏ nó, ta chưa hề thấy ngươi. Kìa, niềm vui của những kẻ từ bỏ Đức Chúa Trời chỉ có bấy nhiêu. Từ đất ấy những cây khác sẽ mọc lên. Đức Chúa Trời chăm sóc người trung tín, nhưng Đức Chúa Trời không ruồng bỏ người trọn vẹn, cũng không giúp đỡ kẻ ác. Ngài sẽ khiến cho miệng anh đầy tiếng cười, môi anh đầy tiếng reo vui. Những kẻ thù ghét anh sẽ chuốc lấy hổ thẹn, lều trại kẻ ác sẽ tiêu tan. Gióp chương 9. Loài người không thể nào tranh luận với Đức Chúa Trời. Gióp đáp lời: Phải, tôi biết như vậy.
Tuy nhiên, loài người làm thế nào được Đức Chúa Trời xét là công bình? Giả sử người có muốn tranh luận với Ngài, Ngài hỏi ngàn câu, người không thể đáp một lời. Đức Chúa Trời khôn ngoan và quyền năng, nào ai chống cự Ngài mà còn nguyên vẹn? Đức Chúa Trời quyền năng tạo dựng vũ trụ. Đức Chúa Trời dời núi, núi chẳng biết trước. Trong cơn giận, Ngài lật đổ núi. Ngài rung chuyển đất khỏi nền nó. Cột chống đỡ đất phải rung rinh. Ngài truyền lệnh cho mặt trời đừng mọc. Ngài đóng ấn niêm phong các vì sao. Một mình Ngài trải các tầng trời ra và chà đạp các ngọn sóng biển. Ngài dựng nên sao Bắc Đẩu, sao Xạ Thủ, sao Thất Nữ và các chòm sao phương Nam. Ngài làm những việc lớn lao không sao dò thấu, những việc diệu kỳ không ai đếm nổi. Nếu Ngài đi cạnh tôi cũng không nhìn thấy. Nếu Ngài lướt ngang qua, tôi cũng không nhận ra. Nếu Ngài cướp mất điều gì của người nào, ai dám ngăn cản Ngài? Ai dám thưa với Ngài, Chúa làm gì vậy? Đức Chúa Trời không đè nén cơn giận Ngài. Những kẻ giúp đỡ Sa-háp cúi rạp dưới chân Ngài. Gióp không thể tự bào chữa cho mình. Huống gì tôi, làm sao có thể đáp lời Ngài? Tôi biết chọn lời nào đối đáp với Ngài. Dù tôi vô tội, tôi cũng không thể tự biện hộ cho mình. Tôi chỉ có thể van xin lòng thương xót của Đấng phán xét tôi. Dù Ngài có nhận lời tôi yêu cầu và ra trước tòa, tôi cũng không dám tin Ngài lắng tai nghe tiếng tôi. Ngài khiến bão tố vùi dập tôi, gia tăng thương tích tôi vô cớ. Ngài không cho tôi thì giờ lấy lại hơi thở, nhưng cho tôi nếm đầy cay đắng. Nếu dựa vào sức, kìa, Ngài là Đấng quyền năng. Nếu dựa vào công lý, ai dám kiện Ngài? Dù tôi vô tội, chính miệng tôi sẽ kết án tôi. Dù tôi trọn vẹn, Ngài cũng sẽ chứng minh tôi gian dối. Tôi trọn vẹn, nhưng tôi không còn thiết gì nữa. Tôi khinh thường mạng sống tôi. Mọi người đều cùng một số phận. Vì thế tôi nói, Ngài hủy diệt cả người trọn vẹn lẫn kẻ ác. Nếu thiên tai giết chết bất ngờ, Ngài nhạo cười nỗi khổ của người vô tội. Khi đất nước rơi vào tay kẻ ác, Ngài bịt mắt các quan tòa. Nếu chẳng phải Ngài thì còn ai? Không có trọng tài giữa Gióp và Đức Chúa Trời. Ngày đời con trôi qua nhanh hơn người chạy đem tin. Chúng trốn mất không hề thấy phước hạnh. Chúng lướt nhanh như thuyền nan, như đại bàng xà xuống vô mồi. Nếu con tự nhủ, ta sẽ quên đi không than phiền nữa, lột bỏ nét u sầu và tươi cười lên. Con sợ tất cả những nỗi thương đau con sẽ phải gánh chịu, vì con biết Ngài không kể con vô tội. Nếu con vẫn bị kết tội, sao còn mệt nhọc bào chữa cho uổng công? Dù con có tắm gội với xà phòng, rửa tay với nước tro, Ngài cũng vẫn dìm con xuống hố, đến nỗi quần áo con ghê tởm con. Thật Ngài không phải là người như tôi, để tôi có thể đối đáp với Ngài, để chúng tôi có thể cùng nhau ra tòa. Ước gì có Đấng phân xử giữa chúng tôi, có quyền trên cả hai chúng tôi. Đấng ấy sẽ dời ngọn roi của Đức Chúa Trời xa khỏi tôi, để tôi không còn khiếp sợ vì Ngài nữa. Bấy giờ tôi sẽ nói không sợ hãi, vì trong thâm tâm tôi không nhút nhát. Gióp chương 10. Gióp trách Đức Chúa Trời buộc tội ông vô cớ. Tôi chán ngán cuộc sống, vì thế tôi sẽ kêu than không ngại ngùng. Tôi sẽ nói lên tự nỗi lòng cay đắng. Tôi sẽ thưa với Đức Chúa Trời, xin đừng kết án con. Xin cho con biết Ngài buộc con tội gì. Lẽ nào Chúa vui lòng đàn áp, ruồng bỏ con là công khó tay Ngài làm nên, nhưng lại chấp nhận mưu đồ kẻ ác? Lẽ nào Chúa có mắt thịt, nhìn thấy như người trần? Phải chăng Chúa chỉ sống một số ngày như người phàm, một số năm như loài người, đến nỗi Chúa phải tìm kiếm tội ác con?
vạch cho ra lỗi lầm con. Vì Chúa biết con vô tội, không ai cứu con thoát khỏi tay Ngài. Lẽ nào Đức Chúa Trời chăm sóc Gióp chỉ để hại ông? Tay Chúa đã nắn và tạo nên con, nhưng nay Ngài quay lại hủy diệt con. Xin Chúa nhớ rằng Ngài đã nhồi nắng con như đồ gốm. Lẽ nào Ngài bóp nát con thành đất bùn? Có phải Chúa đổ con ra như sữa, rồi khiến con đông đặc lại như phó mát? Ngài cho con mặc da và thịt, kết chặt xương gân con. Chúa ban cho con sự sống, Ngài yêu con với tình yêu bền vững. Ngài chăm sóc giữ gìn mạng sống con. Tuy nhiên, Chúa giấu kín những điều này trong lòng. Con biết Ngài có ý định này. Chúa canh chừng xem con có phạm lỗi. Ngài không tha tội ác con. Nếu con làm ác thì khốn nạn cho con. Nhưng nếu con làm phải, con cũng không dám ngước đầu lên. Vì con no ấp nhục nhã, uống tràn khổ đau. Nếu con được vẻ vang như sư tử, Ngài sẽ săn đuổi con. Ngài sẽ làm dấu kỳ phép lạ để hại con. Ngài luôn có chứng cớ mới chống nghịch con. Cơn giận Ngài gia tăng đối với con. Viện binh tiếp ứng thay phiên nhau tấn công con. Gióp cầu xin Đức Chúa Trời đừng ngó ngàng đến ông nữa. Tại sao Chúa cho con lọt lòng mẹ? Ước gì con đã tắt hơi lúc ấy để không mắt nào nhìn thấy con. Ước gì con như chưa hề sống, từ lòng mẹ xuống ngay mộ phần. Phải chăng con chỉ sống được ít ngày? Vậy xin Chúa ngừng tay, xin đừng ngó ngàng đến con. Cho con vui thỏa đôi chút trước khi con ra đi không bao giờ trở lại. Ra đi vào cõi tâm tối âm u, cõi mù mịt như bóng tối, âm u và hỗn loạn. Nơi đó ánh sáng khác nào bóng tối. Gióp chương 11. Sô-pha đáp lời Gióp. Sô-pha người Na-a-ma đáp: phải chăng không ai dám sửa dạy người nói nhiều? Lẽ nào người có lý nhờ già miệng? Anh huynh hoang có làm người ta ngậm miệng, để không ai khiển trách khi anh nhạo báng? Vì anh thưa với Chúa, đạo lý con chính đáng và con trong sạch trước mắt Ngài. Ôi ước gì Đức Chúa Trời phán dạy, ước gì Ngài mở miệng nói với anh, ước gì Ngài tỏ cho anh những bí ẩn của sự khôn ngoan. Vì Ngài hành động cách nhiệm màu, bấy giờ anh sẽ biết rằng Đức Chúa Trời bỏ qua một phần tội lỗi của anh. Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời vượt quá sự hiểu biết của Gióp. Có thể nào anh dò thấu sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời, hoặc khám phá được tận cùng sự hiểu biết của Đấng Toàn Năng? Sự khôn ngoan của Ngài cao hơn các tầng trời, anh làm gì được? Sâu hơn âm phủ, anh hiểu sâu thấu. Chiều dài hơn cả đất, chiều rộng hơn cả biển. Nếu Ngài đi ngang qua bắt giam một người nào, rồi đòi người đó ra tòa, ai có thể ngăn cản Ngài? Vì Chúa biết người giả dối. Khi Ngài thấy tội ác, lẽ nào Ngài không nhận ra? Người đầu óc trống rỗng sẽ thông hiểu. Khi lừa rừng sanh con là người, Đức Chúa Trời sẽ thưởng Gióp khi Gióp ăn năn. Vậy nếu anh hướng lòng về Chúa, đưa tay lên hướng về Ngài, nếu có tội lỗi trong tay anh, hãy quăng xa đi. Đừng để tội ác cư ngụ trong lều trại anh. Bấy giờ anh sẽ ngước mặt lên, lương tâm không gợn vết, sống vững vàng không sợ hãi chi. Anh sẽ quên cảnh khổ nạn, chỉ nhớ nó như dòng nước chảy qua. Bấy giờ đời anh sẽ sáng chói hơn ban trưa, cảnh tối tăm sẽ như trời hừng sáng. Anh sẽ sống an ninh vì anh có hy vọng. Anh sẽ được che chở và nằm ngủ bình an. Anh sẽ nằm nghỉ và không ai gây cho anh sợ hãi. Nhiều người sẽ tìm anh xin ân huệ, nhưng kẻ ác sẽ mòn mắt trông đợi. Mọi lối thoát tiêu tan, họ chỉ hy vọng thở hơi cuối cùng.